kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Theo Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số trang giả mạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Các trang này đăng tải nhiều video và bài viết với nội dung quảng cáo về các nội dung hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Để dẫn dụ nạn nhân, các đối tượng cam kết chỉ thu tiền sau khi nạn nhân đã lấy lại số tiền bị mất. Một số trang giả mạo còn có tích xanh, tạo dựng uy tín giả để đánh lừa người dân, đặc biệt là những người từng bị lừa và khao khát lấy lại số tiền của mình. Các đối tượng mạo danh hứa hẹn sẽ hỗ trợ thu hồi tiền một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhiều nạn nhân vì quá tin tưởng vào các trang này nên đã liên hệ nhờ hỗ trợ, dẫn đến việc nạn nhân bị các đối tượng dẫn dụ nộp thêm tiền hoặc cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Do đó, nạn nhân không những không lấy lại được tiền mà còn tiếp tục bị mất thêm tiền cho các đối tượng lừa đảo này. Theo Cục An toàn Thông tin, tất cả các trường hợp quảng cáo với hình thức như trên đều là lừa đảo. Người dân không liên hệ với các trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo hay thu hồi tiền lừa đảo. Không thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của các đối tượng không rõ danh tính, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hay mật khẩu, tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào. Trước tình hình lừa đảo diễn ra, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân thận trọng và cảnh giác trước những trang Facebook giả mạo. Tuyệt đối không liên hệ những trang quảng cáo dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo hay thu hồi tiền lừa đảo. Trước khi tin tưởng, hãy kiểm tra danh tính và độ uy tín của các cá nhân tổ chức cung cấp dịch vụ. Không truy cập liên kết hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Không làm theo hướng dẫn và yêu cầu của đối tượng không rõ danh tính. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm như số căn cước công dân, mã OTP, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu tài khoản dưới mọi hình thức. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa, người dân cần lập tức báo cáo với cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ giải quyết và ngăn chặn kịp thời. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều thông tin về phong thủy, tử vi, xem bói, bùa chú được phát tán rộng rãi và lôi kéo một lượng lớn người theo dõi. Những câu chuyện bịa đặt, thêu dệt liên quan đến số phận, nghiệp báo, hậu vận cũng lan truyền chóng mặt. Từ hũ vàng tài lộc đến dịch vụ soi âm giải bùa, nhiều người tự xưng là cô đồng, cậu đồng hoặc người được chọn để mở những buổi xem bói miễn phí trên mạng xã hội. Sau đó họ mời chào các dịch vụ như xem tử vi chi tiết, lễ cúng giải hạn cho bùa chú với giá cao. Bên cạnh đó, một số người còn quảng bá những sản phẩm vật dụng liên quan sức khỏe, bệnh tật hay phong thủy như mua vật phẩm này sẽ giúp giải xui, sử dụng thảo dược này sẽ chữa khỏi bệnh. Không ít người nhẹ dạ đã tin theo mua những sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ vừa nêu. Mới đây, một hũ vàng tài lộc được TikToker Nguyễn Hồng S 2,4 triệu lượt theo dõi, ra bán trên nền tảng TikTok với giá 99.000 đồng. Công năng của nó được giới thiệu là thu hút tài lộc có vía, mua may bán đắt, thậm chí được tọa nguyện về công danh sự nghiệp. TikToker S mở đầu clip trên TikTok bằng lời quảng bá gây choáng: ai đang khó khăn, mua hai hũ đỏ đỏ của S đi mọi người. Em dính nợ 3 tỷ đồng, 6 tháng đã trả hết. TikToker này sau đó đề nghị người mua hũ vàng tài lộc làm từ thiện, phóng sinh, cúng dường, bởi tâm mình tin thì sẽ linh. Nguyễn Hồng S giới thiệu hũ vàng tài lộc gồm một lượng vàng vía và một gậy như ý là pháp bảo trong nhà thánh nhà Phật, kèm theo hướng dẫn đặt tại bàn thờ ông địa, thần tài, bàn làm việc để tăng vận khí cho gia chủ. TikToker này quả quyết chỉ cần làm theo hướng dẫn, vận may của người mua hũ vàng tài lộc có thể xoay chuyển trong 1 đến 3 tháng, rằng đến nay đã bán cho hơn 90.000 người. Dưới các clip của Nguyễn Hồng S, một số người xem đã thổi phồng tác dụng thần kỳ của hũ vàng tài lộc. Mua hũ vàng và làm theo hướng dẫn, chưa đầy 1 tháng trúng 2 tờ vé số đặc biệt, tài khoản Cherry Tuấn viết. Còn tài khoản SMPI gợi ý, em mua 3 hũ vàng tài lộc, đã trả hết nợ, giờ có cần mua thêm không? TikToker S lập tức trả lời, cứ mua thêm, phân tán năng lượng xung quanh nhà, từ đó sẽ có thêm tiền. TikToker Nguyễn Hồng S thổi phồng công dụng của hũ vàng tài lộc. Phóng viên đã thử liên hệ đặt mua hũ vàng tài lộc. Xong, đã 3 tháng nay, phóng viên không hề cảm thấy có sự thay đổi nào liên quan tác dụng của sản phẩm này. Trong khi đó, một số hội nhóm Facebook, tài khoản TikTok đã quảng bá rầm rộ các dịch vụ tâm linh như chấm tử vi, xem tuổi, tìm người thất lạc, cắt duyên âm,
và không quên bán sim phong thủy, vật phẩm phong thủy với giá cao ngất ngưởng. Đáng nói, các bài đăng này có hàng chục đến hàng trăm lượt yêu thích bình luận. Cách thức mà các hội nhóm Facebook, tài khoản TikTok nêu trên xem tử vi cũng rất đơn giản, chỉ cần khách hàng cung cấp ngày tháng năm sinh hoặc hình ảnh khuôn mặt bàn tay, thậm chí là số điện thoại. Một số người sau khi xem tử vi đã nhận không ít cuộc gọi làm phiền. Phóng viên đã liên hệ tài khoản TikTok TK để hỏi về chuyện tình duyên thì được báo giá 1 triệu đồng một lượt. Một số hội nhóm tài khoản khác thu từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng mỗi lượt. Chúng tôi cũng thử liên hệ một số tài khoản Facebook để xem bói miễn phí. Sau vài câu chuyện qua loa, các tài khoản này lập tức giới thiệu những dịch vụ cao cấp hơn như soi âm, giải bùa với tác dụng thần kỳ, song giá lên đến cả chục triệu đồng. Trong thời đại số, người dân cần nâng cao nhận thức và kỹ năng tiếp cận thông tin, cần kiểm chứng và ứng xử đúng với thông tin thiếu căn cứ. Trước khi chia sẻ hoặc lan truyền thông tin trên mạng xã hội, nên kiểm tra nguồn gốc để tránh gây hiểu nhầm cho người khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng nên thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng rộng rãi để hướng dẫn người dân nhận biết thông tin đáng tin cậy và cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra xử lý những trang web, tài khoản, kênh YouTube hay TikTok phát tán thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận hoặc trục lợi từ lòng tin của người khác. Công khai xử lý theo quy định để răn đe, nâng cao cảnh giác trong xã hội. Sáng ngày 21 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn thông tin kết quả đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện tại địa bàn tỉnh Bắc Cạn xuất hiện một nhóm đối tượng tiếp cận người dân tự xưng là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc qua mạng và đưa ra thông tin những người này có liên quan đến vụ án trên. Để tạo thêm lòng tin, các đối tượng làm giả giấy triệu tập có ký tên, đóng dấu của Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đưa cho bị hại xem. Sau đó, chủ động liên lạc qua điện thoại, yêu cầu người dân có liên quan đến vụ án phải đưa tiền để không bị xử lý. Sau khi phát hiện nguồn tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tổ chức xác minh. Qua đó xác định, ngày 19 tháng 10, nhóm đối tượng sẽ nhận số tiền 1 tỷ đồng của hai bị hại tại khu vực thành phố Bắc Cạn. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn và đề xuất tiến hành kiểm tra. Khoảng 13 giờ ngày 19 tháng 10 tại một quán cà phê thuộc phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Nguyễn Văn Hậu sinh năm 1992, trú ở thôn Đồng Lễ, xã Sương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Tiến Nam sinh năm 1993, trú ở tổ dân phố Bến 1, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang có hành vi nhận tiền của chị BTTT sinh năm 1998 và chị HNL sinh năm 2003 cùng trú tại huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Ngay khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy, Nguyễn Tiến Nam vứt lại hai túi tiền đang cầm trên tay xuống đường nhưng đã bị khống chế, còn Nguyễn Văn Hậu lên xe ô tô do đối tượng HTT sinh năm 1993 trú ở huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn đang nổ máy chờ sẵn bỏ chạy khỏi hiện trường. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Tiến Nam và phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Cạn tổ chức khám nghiệm hiện trường. Quá trình kiểm tra phát hiện tạm giữ trên người Nguyễn Tiến Nam một điện thoại di động iPhone 13 Pro Max, một ví da màu nâu bên trong có một ít tiền, một căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Hậu, một giấy chứng minh công an nhân dân số 128111 mang tên Nguyễn Văn Hậu, đơn vị Cục Cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội do Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng ký, một thẻ đảng viên mang tên Vũ Hoàng Thái và nhiều giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến Nguyễn Văn Hậu. Đồng thời, tạm giữ trên mặt đường hai túi đựng tiền do Nguyễn Tiến Nam vứt lại. Sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường, Nguyễn Văn Hậu và HTT đã đi vào hướng huyện Chợ Đồn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn đã liên lạc với Thờ, yêu cầu Thờ trình diện để làm việc. Thờ sau đó đồng ý. Khi đi đến địa phận xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, Thờ đã xuống xe để đón xe khách quay ngược lại thành phố Bắc Cạn, còn Hậu tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Khi đến địa phận xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn thì bị lực lượng cảnh sát công an huyện Chợ Đồn bắt giữ. Tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô Toyota Fortuner do Nguyễn Văn Hậu điều khiển, lực lượng công an phát hiện đây là biển số dạng lật. Mặt ca lăng trước có lắp ba đèn nháy dành cho xe ưu tiên, trên xe lắp đặt bộ đàm, còi ủ, trước mặt kính có đèn nháy dành cho xe ưu tiên. Tổ công tác đã tạm giữ trên xe một ví da,
bên trong có hơn 1,6 triệu đồng. Một căn cước công dân và một giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Tiến Nam, hai tem dán kinh do Bộ Công an cấp dành cho xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát giao thông, một thẻ ra vào cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên, một biển hiệu công an nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hậu, 62 phong bì trắng chưa sử dụng, đề cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, hai chiếc ve cải áo của lực lượng công an nhân dân, một giấy triệu tập của cục cảnh sát hình sự do cục trưởng thiếu tướng Trần Ngọc Hà ký. Người bị triệu tập là chị BTTT. Quá trình làm việc với công an điều tra, Nguyễn Văn Hậu trình bày các loại giấy tờ công an bị tạm giữ đều là giả và bản thân đối tượng không phải là cán bộ trong lực lượng công an nhân dân. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn đang tập trung lực lượng tiến hành điều tra mở rộng vụ án, trong đó sẽ củng cố tài liệu để ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hậu, ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Tiến Nam cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với HT Thờ đang tiếp tục đấu tranh làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ điều tra.